thế đâu. Ông như nào chịu bao làm sao? Với mẹ coi thường ta. Coi thường. Coi thường mẹ. Với mẹ thường tao có tiền. Tao nhấp tiền. Tiền nó đang tao có hả? Tao nói với nhà ông ba kia. Tụi mày coi chừng tao đâu. Tụi đốt nhà tụi mày. Nè nó. Coi thường mà. Coi thường này. Được rồi. Tụi mày chờ đó. Sang mai tao tính sổ cho tụi mày. Còn bây giờ tao về nhà tao ngủ. Ngủ. Anh bà la hồn, chưa nổi chung nào.
Đó là vợ tôi nghe. Sống chung với chị nha. Không biết. Trời ơi, cô nhớ ngày hôm qua tụi mình vợ tôi nghe.